Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Tiếp tục thì ngày hôm nay, Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Phạm Thái Hòa. Em Phạm Thái Hòa sinh năm 1988. Và không may, em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã về với Chúa. Sau đây thì lễ tang của em diễn ra như thế nào? Khanh Béo TV xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục ngày hôm nay đây, Khanh Béo TV lại cập nhật lễ tang của em Phạm Thái Hòa. Em Phạm Thái Hòa sinh ngày 7 tháng 7 năm 1988. Không may, em lâm phải căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình cùng toàn thể các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Song vì căn bệnh quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, đã về với Chúa. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Dần, em hưởng dương 34 tuổi. Đây là một sự mất mát, đau thương, không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình của em ngày hôm nay. Khi nhận biết tin, em chút đi hơi thở cuối cùng, đã về với Chúa, thì toàn thể mọi người, các cụ, các ông, các bà, anh em bạn bè thân hữu gần xa, cùng toàn thể bà con hàng xóm tề tựu về nơi đây để tiễn đưa em một chặng đường cuối cùng mà không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Nỗi đau xót ngậm ngùi này thì xin được chia sẻ nỗi đau thương cùng gia đình tang quyến. Chỉ biết rằng cầu chúc cho em ra đi được thanh thản, về nơi thiên đàng em an giấc nghỉ ngàn thu. Khi em còn sống ở trên đời, đối với bố mẹ, em luôn là một người con hiếu thảo, luôn chăm sóc cho bố mẹ hàng ngày. Đối với vợ, em luôn là một người chồng chung thủy, đảm đang. Đối với các con thì em là một người cha hết lòng tận tụy chăm sóc cho các con và gia đình của mình. Từ khi phát hiện em mắc căn bệnh hiểm nghèo thì toàn thể gia đình cũng đưa em chạy chữa khắp mọi nơi, từ bệnh viện gần cho đến bệnh viện xa, từ địa phương cho đến trung ương, và đã tìm những thầy thuốc, những bác sĩ giỏi để cố gắng cứu được em về để chăm lo cho gia đình của mình. Nhưng kính thưa các quý vị và các bạn, bao nhiêu cố gắng của gia đình, của vợ con đến lúc này đều xuống sông xuống biển hết, không cứu được em về để chăm lo cho con nhỏ của mình. Đây cũng là một thiệt thòi quá to lớn đối với cha mẹ, đối với vợ con em ngày hôm nay. Chỉ biết rằng chắp tay cầu nguyện, cầu cho ơn trên đón nhận linh hồn của em về nơi an nghỉ và được vui vầy bên Chúa. Lúc này đây, khổ nhất là vợ và con em và bố mẹ em lúc này. Vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ, mà sao em đỡ vội chia tay ra đi không một lời từ biệt. Bao nhiêu những tháng ngày qua, những gian lao vất vả,
để cống hiến cho gia đình, mong cho gia đình càng ngày phát triển đi lên và sau này có thể có một gia đình ấm no, hạnh phúc, lớn mạnh. Nhưng số phận mỗi con người chúng ta sinh ra trên trần thế này, kính thưa quý vị, ai cũng mong muốn mình có một mái ấm gia đình thật yên vui, thật hạnh phúc. Nhưng bấy nhiêu đó thì đến ngày hôm nay đây, đối với em Phạm Thái Hòa thì ước mong đó đã không thành hiện thực. Em đã rời xa nơi này để về vui với nắng sớm mây chiều. Em ra đi, toàn thể anh em bạn bè đến viếng thăm, ai đều cũng rơi lệ và tiếc thương. Đối với gia đình thì anh chị em ai cũng khóc thương em rất nhiều. Và khi em sống với bà con hàng xóm thì được tất cả mọi người tin yêu, quý trọng. Nhưng số phận nghiệt ngã, phải đành thế thôi, biết làm sao được. Cát bụi lại trở về với cát bụi. Nhưng ngày hôm nay đây, sự ra đi của em là quá thiệt thòi cho vợ, cho con, cho bố mẹ hiện tại. Giờ này đây thì cũng chỉ cầu chúc cho em mãi mãi ra đi thanh thản, về nơi thiên đàng em ăn giấc nghỉ từ đây. Và hãy luôn nhìn về để che chở, để độ trì cho bố mẹ, cho vợ, cho các con được khỏe mạnh, được may mắn, bình yên. Xin được cầu nguyện cho em được thanh thản ra đi từ đây. Kính thưa các quý vị và các bạn, hiện tại đang làm lễ cho em trong nhà thờ, và rồi để đưa em về an táng, về nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã xem và ủng hộ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều.